Namaste, Ru Yoga xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Trang lại hướng dẫn các bạn một cái bài tập giúp cho tất cả những người chưa tập yoga bao giờ, hoặc là những người mới tập, hoặc là những người đã tập nhưng mà chúng ta dừng lâu rồi, chúng ta đều có thể tập cái bài yoga này. Đó là bài khởi động các cái động tác để làm mềm tất cả các xương cơ khớp trong cơ thể của chúng ta. Đó chính là bài con mèo. Và trước khi mà chúng ta đi vào bài tập con mèo thì chúng ta sẽ hít thở để chúng ta làm mềm các xương cơ khớp của chúng ta, cũng như là làm cho khí huyết của chúng ta lưu thông. Và sau đó thì chúng ta sẽ tập với bài con mèo thì nó sẽ có tác dụng hơn với cái việc mà chúng ta sẽ không hít thở trước khi mà chúng ta tập. Với cái bài con mèo thì các bạn có thể tập 21 lần, có thể tập vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, đều không ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn mất ngủ hay là làm cho các bạn tỉnh thức hơn, nó không ảnh hưởng. Cho nên là các bạn có thể là tập cái bài tập này dành cho tất cả bệnh lý cũng như là tất cả những cái bệnh mà chúng ta có thể là sợ tập thì nó sẽ như thế nào đó, nhưng mà không sao cả, với cái bài con mèo thì không có chống chỉ định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tập thở và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào thực hành của bài con mèo. Rồi chúng ta ngồi đầu tiên, hít thở và chúng ta phải giữ lưng thật thẳng. Khi mà các bạn muốn ngồi với một cái cột sống thẳng, trên mông của các bạn hai cái đỉnh mông sẽ có hai cái đỉnh xương ngồi, chúng ta lắc nhẹ người một cái là cái cột sống của chúng ta đã điều chỉnh thẳng. Và sau đó chúng ta nâng cái ức của chúng ta lên và chúng ta nhả cái vai ra sau. Vậy là các bạn đã ngồi với một cái tư thế thẳng. Chân thì tùy theo khả năng của các bạn có thể là bán già, kiết già, hoặc là các bạn có thể để như thế này. Miễn sao mà các bạn ngồi cái bệ trụ của các bạn thật là vững và tiếp xúc nhiều nhất với lại thảm tập là được ha. Đó, các bạn có thể ngồi một cách thoải mái, đảm bảo cuộc sống thẳng cho Trang là ok. Sau đó chúng ta ngón trỏ và ngón cái chúng ta chạm vào nhau để chúng ta tập trung vào cái hơi thở của mình. Và ở đây thì Trang sẽ hướng dẫn các bạn một cái bài thở là hít thở bụng. Với cái bài hít thở bụng cũng vậy, cũng không có chống chỉ định với bất kỳ một cái bệnh lý nào cả. Khi mà chúng ta hít thở bụng thì sẽ giúp cái cơ hoành kéo sâu xuống và cái dung tích phổi chúng ta chứa được nhiều oxy hơn. Và khi chúng ta thở, chúng ta hóp sâu bụng lại để chúng ta cũng đẩy cái cơ hoành lên và đẩy hết những cái khí thải ở trong tất cả các phế nang của phổi ra phía bên ngoài. Với cái việc hít thở bụng này, chúng ta chỉ cần hít 1 và thở 2 thôi, hít 1, 2 thôi. Rồi chúng ta bắt đầu nhẹ. Rồi chúng ta hít vào thật sâu, đẩy hết khí xuống vùng bụng dưới. Rồi thở ra, chúng ta đẩy khí từ bụng dưới, chúng ta đẩy lên và hóp sâu bụng lại. Hít sâu, thở ra, nhẹ nhàng hóp sâu bụng lại. Với ai chưa quen có thể đặt tay lên đây để cảm nhận hơi thở. Hít vào thật sâu và thở ra, hóp sâu bụng lại. Hít sâu, thở ra, hóp sâu bụng lại. Hít vào thật sâu và thở ra, hóp sâu bụng lại. Tiếp tục hít vào thật sâu và thở ra, chúng ta hóp sâu bụng lại. Hít vào thật sâu, thở ra, hóp sâu bụng lại. Hít vào thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, chúng ta hóp sâu bụng lại. Và đồng thời chúng ta giúp đáy chậu lên, có nghĩa là chúng ta nhíu chặt bộ phận sinh dục vào hồn lại, giữ lại. 5, 4, 3, 2, hít vào, chúng ta nhẹ nhàng thả lỏng toàn bộ cơ thể và thở ra. Hít vào và thả lỏng cơ thể, thở ra. Hít vào, thả lỏng cơ thể, thở ra. Lần 2, hít vào, căng tròn bụng lên. Thở ra từ từ, hóp sâu bụng lại.
vào, rồi thở thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, thở thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, thở thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, cảm nhận căng tròn cơ bụng lên. Thở ra nhẹ nhàng hót sâu lại, giúp đáy chậm lên. Giữ lại 5 4 3 2. Rồi hít vào, thở thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, thở thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và hít vào, thở thả lỏng toàn bộ cơ thể. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần hít thở. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các bài tập khởi động hoặc là các asana trong yoga. Namaste. Rồi, sau khi mà chúng ta đã tập thở bụng xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập con mèo. Đầu tiên là chúng ta sẽ ngồi lên gót chân và chúng ta sẽ đo khuỷu tay đến đầu ngón tay cao nhất. Chúng ta bấm lại, chúng ta đặt lên một bàn tay nữa, chúng ta đẩy người lên. Và lúc này chúng ta sẽ thấy là vai và cổ tay trên một đường thẳng. Chúng ta xòe tất cả những ngón tay ra và hai tay rộng bằng vai. Chúng ta tách hai chân rộng bằng tay, đúng không ạ? Chúng ta tách hai tay ra và chúng ta sẽ được một cái hình vuông góc như thế này. Và khi các bạn thực hiện các bạn có thể thực hiện 21 lần tùy theo cái thời gian của các bạn, nhưng 21 lần nó sẽ là tốt nhất. Rồi, bắt đầu chúng ta hít vào, chúng ta đẩy cái phần đỉnh mông của chúng ta hạ thấp, bõng cái phần thắt lưng, rồi vươn ức vươn cẳng, hít căng lồng ngực. Thở ra thì chúng ta cuộn cái phần xương cùng xuống, đẩy gù lưng lên, rồi chúng ta gù vai lên. Chúng ta đưa cằm về hõm cổ, mắt nhìn rốn rút rốn lại. Thở hết ra. Rồi bắt đầu hít vào, chúng ta lại đẩy phần đỉnh mông lên, hạ phần hông xuống, rồi từ từ vươn ức vươn cằm về phía trước, mở rộng lồng ngực. Rồi thở ra, chúng ta lại cuộn phần xương cùng, đẩy hông gù lưng. Nhớ là phần bả vai chúng ta sẽ căng tròn sang hai bên, gù hết lên, chúng ta rút rốn lại, mắt nhìn rốn. Thở hết ra. Rồi tiếp tục. Lần 3 chúng ta đẩy phần xương cùng lên, hạ hông xuống. Rồi từ từ hít vươn ức vươn cằm về trước, mở rộng lồng ngực. Rồi từ từ chúng ta cuộn phần xương cùng xuống, đẩy hông lên cao, gù lưng lên, cuộn cằm về, mắt nhìn rốn, rút rốn lại. Và tiếp tục chúng ta hít vào, đẩy đỉnh mông lên cao, rồi vươn. Thở ra, chúng ta cuộn phần xương cùng, đẩy hông lên, gù vai lên, cuộn cằm về, rút rốn lại. Và đó là cái bài tập con mèo. Và chúng ta có thể tập 5 lần, 10 lần hoặc 21 lần tùy theo thời gian của các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ lùi hông về, thư giãn. Em bé thở hết ra. Đó là cái bài tập khởi động, bài tập con mèo mà chúng ta có thể là tập với bất kỳ một cái bệnh lý nào. Chúng ta có thể làm linh hoạt toàn bộ cái phần cuộc sống của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video về bài tập con mèo này.